Số 781, Phật thuyết Phật Thập Lực Kinh. Hán dịch đời Triệu Tống, Sa Môn Thi Hộ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ngồi tại khu vườn Rigada cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ cùng với các bí xô hội đủ. Khi ấy Phật bảo các bí xô: các ông nên biết Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác là bậc gồm đủ 10 lực, nên có năng lực thấu tỏ về tánh xứ lớn lao, gào lên tiếng sư tử, chỉ bán xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng. 10 lực nghĩa là Như Lai nhận biết đúng như thật tất cả xứ cũng như phi xứ. Do nhận biết đúng như thật nên được gọi là trí lực về xứ phi xứ thứ nhất của Như Lai. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đầy đủ lực này nên thấu tỏ được tánh xứ lớn lao, gồng lên tiếng sư tử, chỉ bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng. Lại nữa, Như Lai đối với các nghiệp của tất cả hữu tình đã tạo, hoặc là sự việc, hoặc là nơi chốn, hoặc là nhân hay quả báo trong đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều nhận biết đúng như thật. Do nhận biết đúng như thật cho nên được gọi là trí tuệ về nghiệp thứ hai của Như Lai. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đầy đủ lực này nên thấu tỏ được tánh xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm cho đại chúng. Lại nữa, Như Lai nhận biết đúng như thật sự niệm ô hay thanh tịnh của các thiền định giải thoát, tam ma địa, tam ma bát đề, sự phân chia các quả vị thiền định. Chỉ nhận biết đúng như thật nên gọi là trí lực về định thứ ba của Như Lai. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đầy đủ lực này đang thấu tỏ được tánh xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chư bánh xe pháp mầu nhiệm cho đại chúng. Lại nữa, Như Lai nhận biết đúng như thật mọi loại căn tánh khác nhau của các loài hữu tình. Chỉ nhận biết đúng như thật cho nên gọi là trí lực căn tánh thứ tư của Như Lai. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đầy đủ lực này nên thấu tỏ tánh xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm cho đại chúng. Lại nữa, Như Lai đối với mọi loại tính giả của các hữu tình đều nhận biết đúng như thật. Cho nhận biết đúng như thật nên cho nên gọi là trí lực tính giải thứ năm của Như Lai. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đầy đủ lực này đang thấu tỏ được tánh xứ rộng lớn, gồng lên tiếng sư tử, chư bánh xe pháp mầu nhiệm cho đại chúng. Lại nữa, Như Lai nhận biết đúng như thật mọi tính chất khác nhau của vô số thế giới. Như nhận biết đúng như thật cho nên gọi là trí lực giới tính thứ sáu của Như Lai. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đầy đủ lực này nên thấu tỏ được tánh xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chư bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng. Lại nữa, Như Lai nhận biết đúng như thật tất cả những con đường đi đến cảnh các cảnh giới. Do nhận biết đúng như thật nên gọi là trí lực chí xứ đạo thứ bảy của Như Lai. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đầy đủ lực này nên thấu tỏ được tánh xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chư bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng. Lại nữa, Như Lai nhớ lại vô số đời sống trong quá khứ, đó là một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, hoặc 10 đời, 20 đời, cho đến 100 đời, 1.000 đời, trong vô số 100.000 đời, như 100.000 kiếp thành, 100.000 kiếp hoại. Các việc hình thành hoại diệt đang sống giữa những hữu tình kia, tùy theo chỗ sinh ra, tên gọi như vậy, chủng tánh như vậy, dòng họ như vậy, ăn uống khổ vui như vậy, mạng sống phân hạn dài ngắn như vậy. Khi mạng sống hết thì sinh ở chỗ khác, chết ở nơi đây thì sinh đến nơi kia, chết ở nơi kia thì sinh sang nơi này. Những sự tướng ấy làm duyên với các pháp ở phương hướng nào, chỗ ở nào, vô số chủng loại. Nhớ lại đời sống quá khứ để nhận biết đúng như thật. Như nhận biết đúng như thật nên gọi là trí lực của túc trụ tùy niệm thứ 8 của Như Lai. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đầy đủ lực này nên thấu tỏ được tánh xứ rộng lớn, gào lên tiếng sư tử, chư bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng. Lại nữa, Như Lai với thiên nhãn thanh tịnh siêu việt hơn người, thấy được khi sống lúc chết của tất cả hữu tình trên thế gian, hoặc đẹp hoặc xấu, giàu sang hay bần tiện, sinh đến cõi lành hay sinh đến cõi ác, tùy theo các nghiệp đã làm đều nhận biết đúng như thật. Các loài hữu tình với thân ngữ ý nghiệp làm các việc bất thiện, chư bài hiền thánh có các tà kiến, các nghiệp tà kiến tập hợp làm nhân, cho nhân duyên ấy nên sau khi chết bị đọa vào 3 đường ác. Còn các hữu tình với thân ngữ ý nghiệp làm các việc thiện, tôn sùng hiền thánh, có chánh kiến, nghiệp chánh kiến tập hợp làm nhân,
Vì nhân duyên này nên sau khi chết được sinh đến đường lành nơi cõi trời. Tất cả các việc như trên, Như Lai đều nhận biết đúng như thật. Khi nhận biết đúng như thật cho nên gọi là trí lực thiên nhãn thứ 9 của Như Lai. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đầy đủ lực này nên thấu tỏ được thắng xứ rộng lớn, cao lên tiếng sư tử, chỉ bánh xe phát mầu nhiệm với đại chúng. Là nói Như Lai đã nhận đại tận diệt các lậu hoặc vốn có, tăng trưởng vô lậu, tâm hoàn toàn giải thoát, tuệ giải thoát, thấy được pháp đúng như thật, trí tự biết mình chứng quả. Sự sống ta đã hết, phạm hạnh đã lập rồi, việc cần làm đã xong, không sinh lại đời sau. Để nhận biết đúng như thật, khi nhận biết đúng như thật nên gọi là trí lực lậu tầng thứ 10 của Như Lai. Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đầy đủ lực này đã thấu tỏ được thắng xứ rộng lớn, gào lên tiếng sư tử, cho bánh xe pháp màu nhiệm với đại chúng. Phật thuyết giảng kinh này xong, các chúng Bích Xu nghe những lời dạy ấy đều rất vui mừng, tin theo và vâng làm.